Tin mừng theo Thánh Gioan. Vào dịp lễ vừa qua năm ấy, trong số những người lên Jerusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philippe, người Bethsaida, miền Galilee và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu." Ông Philippe đi nói với ông Andre Ông Andre cùng với ông Philippe đến thưa với Đức Giêsu. Đức Giêsu trả lời: đã đến giờ con người được tôn vinh thật thầy bảo thật anh em nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy và thầy ở đâu, kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ, tâm hồn thầy sao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha xin tôn vinh danh cha. Bây giờ có tiếng từ trời vọng xuống, ta đã tôn vinh danh ta, ta sẽ còn tôn vinh nữa. Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói, đó là tiếng sống. Người khác lại bảo, tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy. Đức Giêsu đáp, tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giêsu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Quý ông bạn chị em rất thân mến, La triết gia vĩ đại của văn minh Hy Lạp đã từng nói, chiến thắng bản thân là chiến thắng tốt và cao quý nhất bị đánh bại bởi bản tính của mình là thất bại tồi tệ và nhục nhã nhất dưới một góc nhìn nào đó cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng là một hành trình dài của việc chiến đấu chiến đấu với bản năng tự nhiên với những yếu đuối nơi chính mình chiến đấu trong sự chọn lựa giữa tốt và xấu giữa xác thịt với tinh thần giữa cái phàm tục với cái thiêng liêng và với thời gian của mùa chay thánh đã qua, chắc chắn chúng ta có thể cảm nhận được rất rõ điều này. Trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta cũng gặp thấy một sự chiến đấu dữ dội trong chính Chúa Giêsu liên quan đến điều mà theo ngôn ngữ của Gioan đó là giờ con người được tôn vinh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, giờ của con người hay là giờ của Chúa Giêsu là một chủ đề thần học rất đặc biệt ở trong tin mừng Gioan. Chúa Giêsu rất nhiều lần đề cập đến cái giờ này của người và chỉ riêng trong đoạn tin mừng ngày hôm nay, cái giờ đó đã được người nhắc đến tận 3 lần. Thế thì Chúa Giêsu muốn nói gì về điều đó và điều đó có ý nghĩa gì với mỗi người chúng ta thưa quý ông bà chị em? Chúng ta thấy giờ của Chúa Giêsu là một điều gì đó khá bí ẩn Hình như có một cái giờ nào đó đặc biệt lắm đối với người. Và người đã đến trong thế gian này cũng chính là bởi vì cái giờ đó. Thế thì cái giờ mà Chúa Giêsu muốn nói đến ở đây là gì vậy? Thưa, đó chính là giờ chết của người. Là cái giờ mà người sẽ rời bỏ thế gian này để về với Chúa Cha. Vì thế, ngay sau khi nói đến giờ con người được tôn vinh, thì Chúa Giêsu tiếp tục giảng giải. Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Chúa Giêsu đang nói về cái chết của người đó, thưa quý ông bạn, chị em. Và người đồng hóa giờ chết của mình với giờ được tôn vinh đồng hóa thập giá ở trên đồi Golgotha với vinh quang của thiên chúa. Tuy nhiên, ngay sau đó những lời Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha có thể sẽ khiến cho chúng ta ngạc nhiên. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha. Ở đây chúng ta thấy có một sự giằng co ở trong nội tâm của Chúa Giêsu. Một mặt hình như là người khát khao đến cái giờ này Nhưng mà một mặt khác Sự sao xuyến hải hùng Cũng bao trùm lấy tâm hồn người Vì cái giờ này Nhưng tính nơi Chúa Giêsu đang lên tiếng Bản năng sinh tồn của con người Ở trong Chúa Giêsu đang lên tiếng Lời cha xin cứu con khỏi giờ này Tuy nhiên ngay lập tức sau đó Thiên tính ở trong người cũng lên tiếng nhưng vì chính giờ này mà con đã đến Đã có một sự chiến đấu giữa nhân tính và thiên tính Ở trong Chúa Giêsu Và thiên tính của người luôn chiến thắng Chúa Giêsu đã không ngừng kết hợp với Chúa Cha Điều đó giúp cho người không ngừng đi tới Không ngừng đi tới cái giờ mà người đã biết trước Bỏ lại tất cả những sự sợ hãi kinh hoàng ở phía sau Kính thưa quý ông bà, anh chị em Tất cả chúng ta dù muốn dù không trước hay sau, chúng ta cũng sẽ đi đến cái giờ mà Chúa Giêsu đã đi đến. Bên cạnh đó, trong cuộc sống thường ngày của chúng ta cũng sẽ có những cái giờ mà khi nó đến sẽ mang lại cho chúng ta những nỗi hoang mang sợ hãi và chúng ta không muốn phải đối diện với nó. Đó có thể là cái giờ mà tôi thấy là đen tối, là đau đớn nhất trong đời mình. Có thể là cái giờ mà tôi phải đi vào bệnh viện để nghe bác sĩ thông báo về bệnh tình của tôi. Đó có thể là cái giờ mà tôi phải đưa ra một quyết định quan trọng ảnh hưởng đến cái phần đời còn lại của mình. Có thể là cái giờ mà tôi phải gặp gỡ hay chia tay một ai đó mãi mãi. Những cái giờ mà làm cho tâm hồn chúng ta phải sao xuyến như chính Chúa Giêsu hôm nay. Không còn cách nào khác chúng ta phải chiến đấu thưa quý ông bạn chị em. Phải dùng đức tin và một đời sống cầu nguyện để đối diện và chiến đấu với tất cả những gì là bản năng tự nhiên, là yếu đuối xác thịt nơi chính mình. Để rồi từ đó chúng ta có thể đưa ra được một sự lựa chọn đúng đắn và lướt thắng những nỗi sợ hãi, vốn kìm hãm tâm hồn, cũng như đưa chúng ta đến những hành động làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa. Chúa Giêsu thấu hiểu và biết rằng chúng ta sẽ quằn quại trong những giờ phút đau khổ của đời mình. Người thấy tất cả những điều đó và người vẫn mãi yêu thương chúng ta ở bên cạnh tiếp sức cho chúng ta miễn là chúng ta cần và kêu cầu người nếu ai đó trong chúng ta đang phải trải qua những giờ phút khó khăn đen tối, hãy biết rằng tất cả những điều đó Chúa Giêsu cũng đã trải qua. Và người đang ở với, ở cùng để ban cho chúng ta sức mạnh vượt qua những cái giờ phút đó. Thêm một điều nữa là thưa quý ông bạn chị em, Chúa Giêsu không bao giờ gọi cái giờ của người là giờ đau khổ, giờ của nước mắt hay là tan thương chết chóc, nhưng là giờ được tôn vinh. Bởi vì người ý thức được rằng chính cái giờ đó sẽ là cánh cửa mở ra vinh quang và đặc biệt là mở ra sự kết hợp vĩnh viễn với Chúa Cha. Cũng mang ý nghĩa như vậy, những cái giờ định mệnh của cuộc đời chúng ta nó không được tạo ra để vùi dập hay là hủy hoại chúng ta. Nhưng đúng hơn, nó được tạo ra để chúng ta được luyện tập, chiến đấu với chính mình, và trở nên mạnh mẽ hơn. Nó dẫn chúng ta đi đến vinh quang của Chúa, thưa quý anh bạn chị em. Cũng giống như những bài tập thể lực, hay là những bài tập kỹ thuật của một vận động viên. Dù nó vất vả, đau đớn, thậm chí là nó có thể đem lại thương tích. Tuy nhiên, mục đích của chúng không nhằm vùi dập, hay là hủy hoại vận động viên đó. Mục đích duy nhất của chúng là mang lại cho người đó chiến thắng vinh quang cuối cùng. Mùa chay thánh sắp kết thúc, nhưng thời gian tập luyện chiến đấu với những tội lỗi yếu nhược nơi chính mình sẽ không bao giờ kết thúc. Bao lâu chúng ta còn sống, thưa quý ông bạn chị em. Chúng ta hãy cậy dựa vào Chúa Giêsu, người đã có kinh nghiệm dày dặn trong những việc này hãy chạy đến với chúa để người hướng dẫn và thêm sức chiến đấu cho chúng ta hầu chúng ta có thể sống thật tốt những cái giờ trong hiện tại của chính mình mà chuẩn bị cho cái giờ mà chính chúng ta cũng sẽ được thiên chúa tôn vinh amen